Chào tất cả mọi người, chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay em có một cái đơn hoa lan từ rừng Quảng Bình mới về. Đây là một cái thùng hoa lan của một cái anh đi làm YouTuber, làm vlog về rừng á. Anh lấy và anh gửi về cho mình. Và mình dặn ảnh là lấy những cái cây đó cho mình thôi. Đó, lựa những cái cây đó cho mình, không cần phải lấy khóm bụi lớn, mà bụi lớn nào xanh sạch á thì lấy, mà anh cũng chả biết. Nói chung là ảnh cứ thấy những cái cây nào mà đơn giản dễ lấy thì ảnh lấy thôi. Rồi thì đây là một cái thùng mà quy cách đóng gói thì nó nè, hàng hoa lan xin nhẹ tay. Đây là mã số đơn, cũng chả có đục một cái lỗ nào luôn đó. Lấy đóng gửi cái rẹt gửi về luôn. Thì em sẽ khui cái thùng này ra cho mọi người cùng xem là trong đây nó có những cây lan gì nha. Wow, đây là một cái thùng lan kiếm gọi là sổ số xanh sạch à, mình mới bắt về. Thì mình dặn ảnh đi lấy về cho mình thôi. Wow, quy cách đóng gói à, các anh chị thấy không? Đóng rất là đơn giản và gửi đi về tới nhà mình. Wow, một cây rất là bé nè. Cây này thì nó chút xíu rồi ha. Nếu mà em mà không làm cái video này, em trồng luôn thì mọi người bảo hàng này hàng hộp á, mà đúng là hàng này hàng hộp từ rừng nè. Đó, nó nằm trên cây nè, anh bóc về cho mình nè. Thì nói loại này thì tiên vũ hay lô hội thì thật ra ở khu vực này là tiên vũ rất là nhiều. Đó, lấy cho mình nhiều lô rồi. Khá xanh sạch, được một con nè. Con bé xíu xíu này nè, có mười mấy sen nè, mà xanh sạch lắm, từ hộp á. Ồ, một cái khóm này khá đẹp, nhìn là biết tiên vũ rồi. Đó, nhìn cái khóm này là thấy tiên vũ rồi. Đó, nhưng mà mầm nó lên không được xanh này, mầm tím rồi. Đó, rồi đây một khóm nữa. Khóm này tím rồi. Ôi, cái này là mình nhận bao nhiêu thì mình phải chấp nhận lấy thôi, chứ đâu thế nào mà kêu lấy hết được ha. Ồ, cây này đóng gói thì sao mà cây lá đẹp gãy luôn rồi. Đó, cái này phải chấp nhận rủi ro, bởi vì đóng gói mà vận chuyển phải gieo trồng lại. Nhưng mà tím rồi. Cái khóm này cũng không được xanh cho lắm, tím rồi. Ồ, được mấy con nhỏ xíu mini nè, dễ thương chưa. Đó, khóm này thì xanh nè, những con hạt lên thì nó xanh nè. Đó, ồ, mấy con này thì nó biết xíu xíu à. Nè, một cái củ già nè. Wow, ở đâu mà có một cái củ già đẹp thế, xanh luôn. Đó, mọi người và các anh chị thấy chưa, xanh luôn. Ồ, vậy là hàng nhỏ thì nó mới nhiều, chứ hàng lớn kiểu này lỗ rồi, gãy hết rồi. Đó, bụi lớn này xem. Rồi, xong rồi. Cái này là không có tiềm năng rồi. Ồ, nhìn chán luôn. Cây này sao? Cây này thì nó xanh nhưng mà nó vẫn tím này. Tím này.
Rồi, đợt bốc rừng này về là không ổn rồi. Cái này lâu lắm mới liên hệ lại và ấy này, không có đi lấy thường xuyên này. À, được một bản nguyên bản luôn. Đấy, nhìn là biết nguyên bản rồi. Đó, đẹp chưa? À. Nó tím rồi. Tím rồi. Vậy là lô hàng lớn này là không ổn rồi. Đợt này về lô này xấu quá. Nhưng mà được mấy con mini nè. Có thể gỡ gạc được. À, được một con mini nè. Con này thì quá xanh đẹp luôn. Con này cũng được. Ô, được 5 con mini à. Ôi chà, chết rồi. Được con này là nhìn là bài bản nhất. Cũ già, xanh lên. Mấy con này là hàng từ rừng về á, hàng hộp á, nó bay trong rừng á. Đó. Thì đầu lá vậy nè. Rồi, thì cái video mà đi mua rừng xổ số như thế này á, thì em mua về bóc thùng cho các anh chị nhà mình xem. Là những cái cây mua từ rừng á, có những cây nó bé xíu vậy nè. Mua về á, hàng đi mua á, lộn xộn nó tím ngắt tím ngơi như thế này nè. Đó. Thì sao mà mình có thể mà chia sẻ giao lưu được cho các anh chị được. Có nhiều vấn đề lắm. Tìm kiếm mà. Đó. Tìm được 5 con. Rồi, các anh chị nhà mình yêu thích thì có thể đăng ký cái video để em có thể ra những cái video về trồng những cái cây này, chăm sóc những cái cây này cho các anh chị nhà mình xem. Rồi, xin chào tất cả các anh chị nhà mình đã xem nha.